Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa ra lộ trình mở cửa du lịch quốc tế, đưa khách quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài từ tháng 5 năm 2022 qua tất cả các cửa khẩu quốc tế. Lộ trình này được các địa phương và doanh nghiệp du lịch đánh giá khá khả quan và tạo động lực cho sự phục hồi của ngành kinh tế mũi nhọn này trong bối cảnh bình thường mới. Đến nay đã có 16 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 82 cơ sở lưu trú du lịch, 28 khu điểm tham quan vui chơi giải trí, dịch vụ, 8 điểm mua sắm và 48 đơn vị vận chuyển tại 5 địa phương đã đăng ký và được lựa chọn tham gia đón khách trong giai đoạn 1. Theo đánh giá, việc công bố sớm thời điểm mở cửa hoạt động du lịch quốc tế sẽ góp phần thu hút được khách từ nhiều thị trường. Chúng ta đã là một trong 6 nước hàng đầu tiêm về vaccine phủ rộng. Không thể bỏ qua được cái điều kiện này. Chúng ta đã rất thành công trong cái chiến dịch ngoại giao vaccine. Và bây giờ phải khai thác cái thành quả đó cho phát triển kinh tế. Quán triệt phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để cánh cửa du lịch quốc tế mở nhưng vẫn đảm bảo an toàn và phát triển. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, nhất là trong quy trình đón và phục vụ du khách. Chúng tôi phối hợp với các đơn vị lữ hành để tiến hành triển khai các cái tour khép kín. Theo đó thì khách du lịch sẽ tham quan, lưu trú tại các cái điểm đã có những cái hướng dẫn kiểm tra về y tế. Mới đây, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã tổ chức chương trình hợp tác du lịch hàng không và xúc tiến đường bay đến Đà Nẵng nhằm cung cấp đến các đối tác về kế hoạch mở cửa đường bay quốc tế trong năm 2022. Cái đường bay quốc tế của Đà Nẵng được mở rộng thì chắc chắn là kỳ vọng rằng là đối tượng khách quốc tế của chúng ta theo cái chủ trương chung chỉ đạo của Thủ tướng thì chắc chắn rằng nó sẽ rất là triển vọng. Để chuẩn bị cho việc khôi phục và xúc tiến các đường bay quốc tế, thành phố cũng đã và đang phối hợp với các ngành liên quan tiến hành nâng cấp mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng, đồng thời tạo những chính sách để hỗ trợ việc mở cửa đường bay quốc tế được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá xúc tiến du lịch, đưa hình ảnh Đà Nẵng ra với thế giới.